Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan. Và cái serum tế bào gốc Yodat thì mọi người biết rất là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi, và nó có công dụng như thế nào, mua hàng chính hãng ra làm sao, và hiện tại thì nó có mấy loại cái tế bào gốc Yodat này. Thì trong video này mình sẽ trả lời mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm tế bào gốc Yodat này mọi người nhé. Thì tế bào gốc Yodat thì các bạn biết rồi, ngày xưa ấy, nó mới ra cái sản phẩm tế bào gốc này á. Tế bào gốc này là nó là thương hiệu của Hàn Quốc, đã có từ rất là lâu rồi mọi người nhé. Thì ngày xưa thì nó chỉ có một cái dạng hộp như thế này thôi. Đó, một hộp như vậy. Đó, thì nó sẽ có chia làm xi lanh. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó sẽ có thêm một mẫu mới, đó là các bạn sẽ thấy là cái mẫu của nó chính là trong lọ luôn. Đó, biết nhu cầu của chị em sử dụng rất là cao. Đó, nên là người ta sẽ chế ra một cái sản phẩm tế bào gốc ở trong một cái lọ to, bảo quản rất là tốt cho mọi người luôn. Và có xịt. Đấy, có cái bình, có cái vòi xịt rất là tiện lợi mọi người nha. Không cần phải bơm ra bơm vào, các bạn chỉ cần xịt như này. Nhưng mà bơm ra nó cũng rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần bơm một chút, sau đó các bạn bôi và lại có nắp đậy. Nói chung là rất là tiện lợi. Bạn nào nếu mà chưa dùng thì các bạn có thể sử dụng thử cái những cái ống xi lanh như vậy. Thì mình sẽ tách cả hộp ra cho mọi người nhá. Bình thường trên thị trường các bạn sẽ thấy là cái giá thành nó rất là nhiều, và thường thường nó sẽ là hơn 1 triệu. Tuy nhiên thì khi mà mua bên mình, các bạn giá sẽ được chiết khấu rất là cao, nên các bạn yên tâm là các bạn sẽ không bị mua phải giá cao như mọi người nhá. Đó, thì cái tế bào gốc này nó có công dụng như thế nào? Thì đã nói là tế bào gốc thì thực sự là có rất là nhiều tác dụng từ cái tế bào gốc luôn mọi người nhá. Có rất là nhiều tác dụng. Thì đối với cái tế bào gốc này thì các bạn biết là nó là cái, nó là sản phẩm được gọi là chiết xuất, nó là tinh chất vàng. Đó, nó được ví như là tinh chất vàng. Đó, và nó được là ví như là cái loại mà giúp bổ sung collagen, làm căng bóng da, rồi là có thành phần chống lão hóa da rất là tốt mọi người nhá. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì nếu mà da các bạn đang đẹp rồi thì bạn dưỡng rất là tốt, hay là những bạn mà da đang bị nhăn nheo, các bạn cần căng bóng, các bạn sử dụng cho mình cái tế bào gốc này. Đó, và những bạn mà sau khi bắn laser hay đi lan kim về, da đang bị tổn thương, da treatment xong ví dụ như là peel da, hay là các bạn dùng cái phương pháp gì nó bong chóc da chẳng hạn đấy, mà cần phục hồi da, thì các bạn đều có thể sử dụng được tế bào gốc này. Nó sẽ mờ thâm cho các bạn luôn đó. Chứ còn nếu mà đi bắn laser hay đi lăn kim, nếu mà các bạn không chăm sóc da thì thứ nhất là chúng ta để lại sẹo, thứ hai là chúng ta để lại thâm. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là hỗ trợ điều trị thâm và sẹo sau khi mà chúng ta lăn kim hay là laser hay treatment các bạn nhé. Nên là các bạn yên tâm, nó sẽ phục hồi da sau từ 5 cho đến 7 ngày thôi, rất là nhanh thôi mọi người ạ. Đó, và cái sản phẩm tế bào gốc này thì nó sẽ công dụng của nó sẽ là cung cấp các dưỡng chất để giúp cho làn da khỏe mạnh này, trị nám tàn nhang vết thâm, làm đều màu da. Đó, nói chung là giúp cho da là căng bóng rất là ok đó. Thì cái serum tế bào gốc Eldas này thì các bạn sẽ thấy là dùng thì sau cái độ tuổi 25 thì các da của chị em bắt đầu lão hóa mạnh rồi, nám tàn nhang xuất hiện hay là bị nhăn da, nhất là ở vùng mắt. Chúng ta gửi một cái thôi là những khóe mắt là nó hiện ra nhân nếp nhăn rất là rõ. Thì cái tế bào gốc này nó sẽ giúp cho chúng ta là căng bóng da, trẻ hóa da mọi người nhé. Thì không cần phải đi spa, các bạn thấy là đi rất là tốn tiền, mỗi một lần rất là tốn tiền. Thì thay vào đó chúng ta mua cả hộp như vậy, hay là chúng ta mua ít bột, các bạn có thể dùng sau trong những liệu trình cụ thể nó. Thì các bạn chia ra thì một cái ống này á, bình thường á, là phải dùng được vài ngày cả tuần đó mọi người nhá, chứ không phải là nhỏ như vậy là dùng nhanh hết đâu. Đó, bình thường nếu mà chúng ta đi trẻ hóa ở các spa hay là thẩm mỹ, các bạn thấy là người ta tách ra cho bạn huyết tương các thứ đó, là lấy về thoa để mà để cho đẹp da. Thì cái này nó cũng gần tương đương, là nó không bằng thôi, nhưng mà nó cũng gần tương đương, nó là tế bào gốc mà, nên rất là tốt luôn đó mọi người. Đó, cái công dụng của nó thì nó là 4 trong 1 rồi, để chăm sóc cho làn da hiệu quả luôn. Đấy, khỏe mạnh mịn màng. Đấy, rồi đào thải các cái độc tố trên da, giúp cho da thông thoáng, xe khít được lỗ chân lông, kích thích quá trình tạo tế bào và da mới mọi người nhé. Kết hợp với collagen thì nó giúp cho các bạn là săn chắc đàn hồi, chống chảy xệ, nếp nhăn ở trên da, xóa mờ nám tàn nhang, giúp cho da trắng sáng đều màu. Đấy, dưỡng ẩm rất là tuyệt vời. Và các bạn sử dụng tế bào gốc này thì da rất là khó bị sần sùi hay bị khô da, bong chóc da, nhất là những bạn mà da khô vào mùa đông nhé. Cái tế bào này thì thực chất là khi mà mình thấy là các bạn sử dụng thì mình không thấy là bị kích ứng gì hết, nên là các bạn yên tâm. Đó, câu hỏi là có nhiều bạn hỏi là có bị bong chóc hay là có bị kích ứng gì không, thì là không mọi người nha. Đó,
Thì dùng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là dùng, các bạn sử dụng toner xong hay là xịt khoáng xong thì bạn bắt đầu sử dụng serum cho mình. Đó thì có thể dùng cho mình buổi sáng và buổi tối. Còn nếu mà ban ngày các bạn đi bụi bẩn nhiều, không có thời gian chăm sóc, các bạn chỉ cần dùng toner sau đó dùng kem chống nắng lên là được nhá. Còn buổi tối mình sẽ dùng serum cả một đêm rồi, da nó sẽ nuôi dưỡng cả đêm, không lo các bạn nhé. Đấy, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm tế bào gốc Eorat này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.